Chương 952 Hùng hãn gào. Tiếng long ngâm trầm đục vang vọng khắp lòng hồ. Sóng âm cũng là khuếch tán, lôi thương xung quanh bắn tung tóe. Những cái tia sét chớp chới với tiếng lộ tanh tách. Long ngâm này khác hẳn trước kia, lần này nó mang tới áp lực lặng lề, khiến cho không ít cường giả sắc mặt khẽ biến. Mọi ánh mắt kinh dị đều nhìn về người thanh niên trẻ tuổi kia. Xung quanh người lâm động là 20 đạo hòa văn hình thành thành lòng lượn quanh dưới ánh sáng của được hòa văn đó. Đôi mắt vốn thâm đen quán cũng là lấp lánh ánh xanh. Lâm động hiện giờ gần như thực sự thành thành viên của lòng tập cấp cao. Không ít người phải kinh hãi trước áp lực từ sức mạnh đó. Đó là võ học luyện thể gì mà tạo được áp lực cường giả lòng tộc như vậy? Hắn quả thực lợi hại. Rất nhiều cường giả cảm nhận sức mạnh kinh người của Lâm động, tất cả có phần động dung. Chắc hẳn rất ít người có thể thấy được ai đó có thể tu luyện ra uy lực như thế. Sức mạnh thật lớn. Liễu Hương Huyền phía xa nhìn Lâm động đang của được quấn quanh bởi 20 con thanh long với khí tức của cự long, ánh mắt có phần ngưng trọng khẽ nói: "Thứ võ học luyện thể này quán khá đặc biệt, có lẽ không hề thua kém với võ học luyện thể trí cao của Huyền Thiên Điện chúng ta, Thiên Quái Pháp Thể." Trung niên nam tử phía sau Liễu Hương Huyền ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc nói: "Thứ võ học luyện thể này lớn mạnh, không thể tùy tiện mà tu luyện được, tiểu tử này có lẽ là bối cảnh không đơn giản." Liễu Hương Huyền nhíu mày, họ hiểu quá ít về Lâm động. Người này trước kia không hề có danh tiếng ở Loạn Ma Hải, chỉ là gần đây mới nổi. Không chỉ là khiến cho Thiên Phong Hải vực nháo nhào, mà còn cướp ngân tháp của ta Phong Động Thiên phải mua với giá cao ngất trời. Rất nhiều người cho rằng Lâm động chỉ là một người độc hành, trong tay có vài món võ học lợi hại, có lẽ là có được vài cơ ngộ. Nhưng mà xem ra tình hình lúc này dường như bọn họ nghĩ sai. Nhưng mà Bàng Hạo cũng sắp động thủ. Liễu Hương Huyền hơi ngẩng đầu nhìn hướng Bàng Hạo, quanh người hắn lúc này ngưng tụ đầy là hắc khí, liệt thường quỷ kích trong tay cũng là không ngừng chuyển động. Âm thanh chói tai phát ra dường như là muốn lao vút khỏi tay hắn. Sức mạnh phát ra từ cơ thể của Băng Hạo cũng khá là hung hãn, rõ ràng là vị thủ lĩnh của tứ ma tướng Cửu U Môn sắp dùng tới thủ đoạn thực sự để kết thúc trận đấu này. Chả trách lại có gan khiêu chiến, thì ra có chút thủ đoạn. Trong hắc quang, Băng Hạo tựa như là ma thần, đôi mắt đen u ám đầy hàn quang nhìn Lâm động như nhau cả thôi. Đôi mắt thanh quang của Lâm động cũng nhìn Băng Hạo, hắn khẽ cười rồi nắm tay lại. Một cái luồng năng lượng mạnh mẽ chảy ra từ tứ chi và kinh mạch. Lâm động hiện giờ có một cái thứ ảo sắc rằng dù bất cứ thứ gì trước mặt hắn thì cũng có thể đánh một cái quyền vỡ tan. 20 đạo hoa văn thanh long, trong người Lâm động chỉ có 23 đạo hoa văn thanh long, trong đó 10 đạo là tự hắn tu luyện, còn 10 đạo là chỉ dùng được một lần, hắn chưa từng dùng tới. Nhưng mà bây giờ phải lấy ra. Ta biết người cũng gây được chút danh tiếng ở Thiên Phong Hải vực, nhưng giờ ta cho mọi người biết, người hoành hành ở đó được cũng không có nghĩa người có tư cách hoành hành ở Loạn Ma Hải. Gương mặt tuấn giật của Băng Hạo sơn bao phủ bởi hung khí, tay hắn siết chặt cây trường kích đang chấn động. Thứ sức mạnh hiếu sát đó càng ngày mạnh mẽ, một chiều giải quyết ngươi. Quái miệng Bằng Hạo nhếch lên, hắn bỗng thả lòng tay, cái trường kích lập tức biến thành hắc quang lao vút đi, rồi bỗng chốc biến thành một cái tia sét đen hàng trăm trượng tỏa ra thứ sức mạnh cuồng bạo tới cực điểm. Bùm bùm, hắc điện bắn tới, lôi tường trong phạm vi ngàn trượng cũng nổi lên từng đợt sóng khổng lồ thiên liệt. Bằng Hạo bỗng chỉ tay về phía Lâm động, hét một cái tiếng tựa như là sấm vang vọng khắp đáy hồ. Ầm, tia sét đen hàng trăm trượng lập tức bay đi, và qua các đó lồi tường dưới đáy hồ cũng là như bị ép lại. Lời tia sét đi qua không gian như biến dạng, vô số cường giả xung quanh thấy thế công kinh người như vậy, ánh mắt có phần hiện lên kinh hãi. Chiêu này của Băng Hạo tuyệt đối có thể kích sát một cường giả sinh huyền cảnh viêm mãn. Không biết tên Lâm động kia đỡ nổi không. Khi mọi người nghĩ đến đế thì hắc quang tới trước mặt Lâm động đem theo năng lượng hủy diệt lao về hắn. Hắc quang phóng đại dần tới trước mắt Lâm động. 20 con thanh long quanh người hắn dường như cảm ứng được nguy hiểm trước mắt cũng là ngửa mặt lên trời gầm. Vậy để xem rốt cuộc ai giải quyết ai. Khóe miệng Lâm động nhếch lên lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh như dao. Hắn không hề có ý định tránh né, nằm ngón tay siết chặt, hít sâu một hơi kết ấn pháp kỳ lạ, thanh thiên lòng tọa ấn. Ngay khi Lâm động tung quyền, 20 con thanh long quanh người bỗng tụ lại trên cánh tay. Thanh quang bùng phát, từng trận tiếng long ngâm. Uỳnh, tất cả mọi người nheo mắt lại vì thanh quang quá chói lòa. Rồi bọn họ nhìn thấy quyền ấn bọc trong thanh quang oanh kích thẳng tới hắc quang,
Rầm, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, tất cả cảm nhận được luồng năng lượng không thể hình dung nổi đang lan tỏa. Ai cũng nào phải vội vàng vận chuyển nguyên lực để phòng ngự, nhưng dù vậy vẫn là có một số người ngã nhào. Nhưng mà họ không có thời gian để tâm điều đó. Khi đã đứng vững được, bọn họ nhìn thấy lập tức ở phía hắc quang và thanh quang gặp nhau, ánh mắt đầy vẻ kinh dị. Họ có thể nhìn thấy trước sự công kích điên cuồng của hắc quang, thân ảnh gầy gò trong thanh quang đứng vững như núi. Phá! Đột nhiên có một giọng nói trầm thấp từ trong thanh quang, âm thanh không vàng nhưng mà có thể không thể kháng cự. Gào! Tiếng long ngâm lập tức bùng phát, thanh quang nhanh chóng ngưng tụ thành một cái vòng xoáy xung kích lên hắc quang. Trước đòn công kích khủng bố đó, hắc quang chấn động dường như có tiếng kêu ai oán vọng ra. Xoáy thanh quang phá vỡ hắc quang, vèo. Ngay khi hắc quang vỡ, một đạo hắc quang bay ngược ra sau, ánh sáng quanh nó cũng là tối hẳn đi. Vụt, khi trường kích bay ra, sắc mặt Bằng Hạo bỗng chốc đỏ gay, một ngụm máu tươi phun ra, ánh mắt đầy kinh hãi và khó tin. Thật sự hắn không thể tin thế công của hắn lại bị phá vỡ. Chỉ một chiều thắng bại đã rõ, thanh quang tan đi. Lâm Động nhìn Bằng Hạo lúc này khí tức yếu đi rất nhiều, với ánh mắt lạnh như băng. Rồi hắn bỗng bay tới trước mặt Bằng Hạo, một chưởng đánh thẳng xuống đỉnh đầu hắn trước vô số ánh mắt kinh hoàng. Hắn ta dám hạ sát thủ với Bằng Hạo. Không ít người rít nền hơi khí lạnh, xếp Bằng Hạo trước mặt cường giả Cửu U Môn. Rất tà ác, rất gan góc. Chương 953, dị ma. Soạt, Lâm Động ra tay nhanh và mạnh. Còn Bằng Hạo vì lần ra tay vừa rồi mà nguyên lực có thể bị chấn động, phản ứng nhất thời bị chậm, chỉ là dương mắt nhìn Lâm Động mặt đầy sát khí lao tới. Ánh mắt Bằng Hạo ngập tràn sợ hãi, cuối cùng hắn hiểu được Lâm Động hùng hãn tới mức nào. Tiểu bối, ngươi dám? Thế nhưng khi mà trường phong đầy sát ý của Lâm Động đập tới đỉnh đầu của Bằng Hạo, thì từ đoàn người Cửu U Môn bỗng vọng ra tiếng quát, rồi một cái thân ảnh xuất hiện cạnh Bằng Hạo, điểm ra hai ngón tay. Nguyên lực hùng hồn ngưng tụ trên hai đầu ngón tay, xung quanh là thứ tử khí sát thương cực mạnh, cường giả từ huyên cảnh. Thế công đó khiến cho Lâm Động nhèo mắt, đặc biệt là thứ tử khí khiến mặt hắn tối lại. Quả nhìn trong Cửu U Môn ẩn giấu cường giả từ huyên cảnh, sát chưa bị chặn, hàn ý trong mắt Lâm Động càng đậm đặc. Hắn không hề tránh né, trưởng phòng mạnh mẽ vẫn là đánh tới. Bùm! Thế công của Lâm Động lập tức lộ một cái cơn đau nhói truyền từ lòng bàn tay, nhưng mà đôi mắt hắn lại là lóe lên sự dữ dằn. Bàn chân không do dự vẽ một cái đường cong giáng mạnh xuống ngực Bằng Hạo, năng lượng cuồng bạo lan tỏa. Lâm Động và Bằng Hạo gần như đồng thời bay ngược ra sau. Lâm Động hự một tiếng, còn Bằng Hạo thì kêu lên một cái tiếng thảm thiết, máu tươi bắn tung tóe. Một cái thân ảnh nhỏ xuất hiện sau lưng Lâm Động, làm quàng nhỏ đỡ lấy hắn. Lâm Động ca, huynh không sao chứ? Mộ Linh San hỏi. Không sao. Lâm Động lắc đầu rồi nhìn về phía trước. Bên cạnh Bằng Hạo lúc này là một lão giả gầy, đôi mắt sâu, mái tóc xám. Lão giả đó nhìn Lâm Động, con rùa nhà lão không biết xấu hổ dám đánh hắn. Mộ Linh San thấy lão giả đó lộ họa tràn lên, chửi không chút khách khí. Sắc mặt lão giả tối lại nhìn Mộ Linh San một hồi, quay sang Lâm Động cười khẩy. Tiểu tử, người thật tàn nhẫn. Trận tỉ thí này phải tới mức hạ sát thủ sao? Bọn ta giao đấu đương nhiên là phải phân thắng bại. Chỉ cần hắn chưa mở miệng nhận thua thì không phải là phải tiếp tục sao? Hơn nữa đây là Loạn Ma Hải, không phải là giao lưu học hỏi giữa các huynh đệ trong tông phái. Hãy lòng người muốn ta đợi hắn ổn định lại nguyên lực rồi giao đấu công bình? Lâm Động cười chế giễu. Cường giả xung quanh nghe thấy là cười nhạt. Họ cũng là lão hồ ly, lan lộn ở Loạn Ma Hải nhiều năm, đương nhiên chẳng phải loại hiền lành. Đánh kẻ thất thế đương nhiên ai cũng giành. Vừa rồi nếu là bọn họ chắc chắn cũng ra tay, chỉ là có điều không quyết tán như là Lâm Động. Vì thế lời của lão sợ này khiến không ít người cười thầm, thủ đoạn không tàn nhẫn thì kẻ bị giải quyết có lẽ chính là mình. Miệng lưỡi sắc bén lắm. Lão đó sắc mặt lộ họa nổi lên, lạnh lùng nói. Lâm Động cũng không quan tâm tới lão, nhìn về Bằng Hạo lúc này khí tức yếu ớt, cười. Bằng Hạo huynh, giờ có kết quả chưa? Nếu chưa chúng ta tiếp tục, rất nhiều bằng hữu đang chờ. Bằng Hạo nghe vậy cơ mặt kím không được co giật, sắc mặt tím tái, chắc hẳn vô cùng tức giận. Đúng thế, có kết quả chưa thì nói đi, còn đánh thì tiếp tục. Đúng đúng, bọn ta đang đợi. Lúc này xung quanh chuyển ra không ít lời phụ họa. Nếu là bình thường có lẽ bọn họ không dám nói vậy, nhưng mà vẫn đặc cường lại là Lôi Đỉnh Chi Tâm có quan hệ tới bọn họ, đương nhiên bọn họ quan tâm nhiều hơn. Sắc mặt Bằng Hạo lại tối sầm thêm. Hắn không ngờ được cục diện vốn nhằm vào Lâm Động lại trở thành thế này. Hơn nữa vừa rồi rõ ràng hắn ở thế hạ phong, hiện giờ cơ thể của hắn cũng thương thế không nhẹ. Nếu tiếp tục đánh với thủ đoạn Lâm Động, có cơ hội chắc chắn sẽ hạ sát thủ. Tới lúc đó ngay cả trưởng lão bên cạnh cũng không kịp trở tay.
ánh mắt và sắc mặt Bằng Hạo biến hóa bất định, lâu sau mới là không cam tâm nghiến răng nói: "Ta thua rồi." Cương giả Khứu Môn nghe vậy, sắc mặt biến sắc, định nói gì đó thì đã bị Bằng Hạo vung tay cản. Ánh mắt nhìn Lâm Động đầy hằn học, dường như muốn nuốt chửng Lâm Động. "Ha ha, vẫn là Bằng Hạo huynh đại độ. Nếu người đã nhận thua thì lấy ra đây 30 quả Lôi Đình Chi Tâm, Bằng hữu đây còn đang đợi." Lâm Động coi như không biết tới bộ dáng của Bằng Hạo, cười nói: "30 quả Lôi Đình Chi Tâm, cái giá này thật quá lớn. Nhưng mà trước mặt bao nhiêu cường giả thế này, nếu mà lật lọng bọn họ không biết sẽ làm chuyện gì. Dù là Cửu U Môn có cường thế thì ở loạn ma hải này cũng không thể một tay che trời được." Lâm Động: "Đồ của Cửu U Môn ta, người ăn vào cẩn thận nghẹn chết." Bằng Hạo hít sâu một hơi, vung tay ra, 30 quả Lôi Đình Chi Tâm bay từ túi càn khôn hắn. Lâm Động thấy vậy mỉm cười, vung tay ra thu một lửa vào túi càn khôn, còn 15 quả bay thẳng về phía cường giả xung quanh. "Chư vị, trước đó đã nói có lợi mọi người cùng chia." Quỳnh, những cường giả đó thấy 15 quả Lôi Đình Chi Tâm, lập tức ánh mắt đỏ quạnh, nguyên lực hung hồn bùng phát rồi bay tới như chớp. 15 quả có vẻ không ít, nhưng với lượng lớn cường giả này vẫn là quá ít, vì thế khó lòng tranh khỏi một cái trận hỗn chiến tranh giành 15 quả Lôi Đình Chi Tâm. Lâm Động không can tâm tới trận chiến đó, hắn chỉ cần biết 15 quả lấy đi, còn ai có được không phải chuyện của hắn. Bằng Hạo nhìn 30 quả Lôi Đình Chi Tâm nhanh chóng bị chia, mí mắt giật giật rồi nhìn Lâm Động ánh mắt tối tăm. "Chư vị, tiếp theo là ân oán riêng giữa Cửu U Môn và Lâm Động. Nếu mà không muốn đối địch với Cửu U Môn, đừng tham dự vào." Bằng Hạo vừa dứt lời, ánh mắt cường giả Cửu U Môn không chút thiện ý, tổn thất lớn vừa rồi cũng là lên đòi lại. Những cường giả kia nghe vậy, ánh mắt lay động một chút cũng là rút lui. Bọn họ không muốn liền đắc tội với Cửu U Môn, dù sao vừa rồi cũng nhận được ân huệ của Lâm Động. Lâm Động chẳng hy vọng gì vào đám người này, hắn nheo mắt nhìn cường giả Cửu U Môn sát khí đằng đằng, đặc biệt là cường giả tóc xám. Lão giả là Tử Huyên Cảnh, thực lực chắc chắn không thua kém ma hạt lão quái của ta Phong Động Thiên. Muốn đối phó với cường giả loại này, Lâm Động phải dùng tới phần thiên đỉnh, nhưng sau đó hắn sẽ là hư nhược, mà lúc này lại xuất hiện thời gian hư nhược thì rất bất lợi. Đương nhiên Cửu U Môn không chơi trò một đối một với hắn, phiền phức rồi. Lâm Động lẩm bẩm: "Ta nói người không thể ăn được đồ của Cửu U Môn ta." Bằng Hạo nhìn Lâm Động với ánh mắt tối tăm, hắn vung tay: "Chém chết hắn cho ta." Vừa dứt lời thì lập tức mấy chục cường giả Cửu U Môn lao tới, võ học mạnh mẽ ập tới như vũ bão. Lâm Động và Mộ Linh San đứng cạnh nhau, thấy cường giả Cửu U Môn tấn công, nguyên lực trong cơ thể bắt đầu cuộn trào vút. Thế nhưng khi bọn họ đều cho rằng hai bên sắp một cái trận tử chiến, thì một cái đạo hắc quang bắn ra từ thung lũng, cường giả Cửu U Môn bị hắc quang đánh bật ra, hộc máu tươi. Biến cố bất ngờ khiến cho tất cả mọi người sững sờ, vội vàng nhìn xuống thung lũng. Sâu dưới đó hắc quang cuồn cuộn, trung tâm một đạo thân ảnh cao vài trượng chậm chậm bước ra, một thứ năng lượng tà ác tới đỉnh điểm lan tỏa, giống như là ma thần bước ra từ địa ngục. Dị ma! Lâm Động thấy nhìn ảnh đó, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi. Chương 934 tránh né. Hắc quang tràn ra từ sâu thung lũng lôi nham, vô số cường giả nhìn thấy biến cố đó đầy vẻ kinh ngạc. Khi nhìn thấy thân ảnh cao lớn, sắc mặt ai cũng dần trở nên ngưng trọng. Luồng năng lượng tỏa ra từ cơ thể khiến cho bọn họ lạnh sống lưng. Đáng chết, lại là thứ quái quỷ gì đây? Đồng phủ này sao lại quỷ dị tới vậy? Tự nhiên luyện chế ra nhiều khối lỗi như thế, dường như nó không dễ đối phó. So với những cái ngân thi trước đó thì nó mạnh hơn nhiều. Sợ cái gì, chúng ta là áp chế được số ngân thi kia, giờ chỉ là một cỗ thôi mà. Những tiếng xôn xao nhanh chóng bàn tán lan đi. Có được sự thắng lợi vừa qua, những cường giả đây dường như không sợ hãi lắm. Dù sao bọn họ cũng chiếm được ưu thế tuyệt đối về lượng người. Thế nhưng khi nghe được những lời ấy, tim Lâm Động trùng xuống, nhìn chăm chăm thất ảnh đen xì kia. Thứ dị mà khí tả tới cực điểm đó ngang ngược hơn trước rất nhiều. Đó là dị ma sao? Lâm Động thầm hỏi. Không phải dị ma, nhằm lắc đầu. Trước khi chết hắn là cường giả con người, nhưng mà bị dị ma xâm thực quá nặng. Xem ra dị ma ra tay với hắn ít nhất đạt tới cấp tướng. Cấp tướng sao? Lâm Động nheo mắt, dị ma cấp độ đó tương đương cường giả chuyển luân cảnh rồi. Thực lực người trước khi chết cũng là tới tự huyền cảnh viên mãn, chỉ một bước nữa là thành chuyển luân cảnh. Nhưng đáng tiếc lại chết trong tay dị ma. Hơn nữa dị ma còn để lại thực ma ấn, phong ấn linh trí, hoàn toàn biến thành một cái cỗ máy giết người. Ác thật! Lâm Động nghe mà tim đập run lên. Đám dị ma thật là độc ác, không chỉ đánh bại người ta còn là thi triển thủ đoạn tà ác đó. Tìm cơ hội rời khỏi đây, cỗ ma thi này vô cùng lợi hại. Dù thực lực không bằng khi còn sống, nhưng chắc chắn cũng tương đương với cường giả Tử Huyền Cảnh đại thành. Cường giả ở đây tuy nhiều nhưng mà không thể giải quyết được nó. Nhàm nhắc nhở, Lâm Động nghe vậy gật đầu.
đầu, thực lực hắn hiện giờ dù dùng hết mọi thủ đoạn cũng không đối kháng được với cường giả từ nguyên cảnh Tiêu Thanh. Nếu là đại thành thì căn bản không có cơ hội chạy. Khi Lâm Động nói chuyện với Nham thì cường giả cứu môn và Huyền Thiết Điện nhìn về nơi hắc quang lan tỏa. Thứ này rất mạnh, tất cả cẩn thận. Lão giả tóc xám sắc mặt ngưng trọng nhìn thân ảnh to lớn trầm giọng nói. Rốt cuộc nó là thứ gì? Bằng Hạo quệt máu ở khóe miệng trao mày hỏi. Không rõ nhưng tuyệt đối chẳng phải thứ tốt lành. Lão giả tóc xám trao mày, chắc hẳn lão không hiểu nhiều về dị ma. Dù sao thì dị ma xuất hiện rất ít trong trời đất này. Vậy giờ chúng ta làm gì? Ta có thể cảm nhận được thứ lôi đỉnh cực kỳ mạnh bên trong nó. Nếu biến thành lôi đỉnh chi tâm chắc chắn ngang ngửa được với lượng lôi đỉnh chi tâm trong tay chúng ta. Bằng Hạo nói. Sĩ bất biến ứng vạn biến, nếu có cơ hội thì ra tay đoạt quả lôi đỉnh chi tâm này. Ánh mắt lão giả tóc xám nhìn cỗ ma thi tóe lửa, chắc hẳn cũng cảm nhận được nguồn lôi đỉnh lực ở trong cỗ ma thi. Tên tiểu tử đó, Bằng Hạo nhìn Lâm Động, không cần lo, chỉ cần hắn còn trong động phủ thì không trốn được đâu. Đợi khi mọi chuyện giải quyết ổn thỏa thì hắn cũng là giải quyết chưa muộn. Lão già cười khẩy, tên tiểu tử đó nhất định không thể bỏ qua. Bằng Hạo nghiến răng gật đầu nhìn hậm hực. Đồng thời lúc ấy, Huyền Thiên Điện, bọn Liễu Hương Huyền cũng bàn bạc với nhau. Chủ đề bàn bạc đương nhiên là về cỗ ma thi đột ngột xuất hiện. Huỳnh, trước bao ánh mắt chăm chú, thân ảnh to lớn cuối cùng bước ra hắc quang. Lúc này mọi người nhìn rõ được bề ngoài thực sự của thân ảnh đó. Thể hình hắn cao to gấp mấy lần người thường, nhìn từ xa giống như người khổng lồ thu nhỏ. Thân thể của hắn có màu bạc lấp lánh, nhưng mà bề mặt có hoa văn đen và tá, dường như hoa văn đó lan tỏa mọi ngóc ngách trên cơ thể. Nhìn thì giống như là một cái đàn sâu bò khắp cơ thể của hắn vậy. Người khác nhìn vào thấy lạnh cả xa đầu, đôi mắt là một màu đen sâu thẳm, chết chóc không có linh khí. Hắn chậm chậm ngẩng đầu, đôi mắt chậm tràn ngập hắc khí quét qua xung quanh. Ai gặp ánh mắt ấy cũng là toát lạnh, nhất thời không ai dám ra tay. Mọi cường giả nhìn về hắc ảnh, sau đó ánh mắt cảnh sắc hai bên duy trì như vậy lúc lâu, dường như không ai dám ra tay. Trong không khí căng thẳng không biết ai lướt nước bọt, một cái âm thanh nhỏ cũng là chói tai trong sự yên tĩnh đó. Một số cường giả ánh lên vẻ hung hăng, rõ ràng họ không muốn bị cỗ ma thi này soạn như vậy. Động thủ! Đột nhiên một tiếng quát lớn vang lên, âm thanh dường như lập tức phá vỡ không khí căng thẳng. Mấy chục thân ảnh lao tới, nguyên lực hùng hồn biến thành vô vàn món võ học hùng hãn ập tới như là bão tố về phía hắc ảnh. Ầm ầm, công kích đánh tan lôi tương rồi oanh kích lên thân thể hắc ảnh, lôi tương xung quanh cũng lộ tung xung kích rồi. Thấy cảnh tượng đó không ít người tỏ vẻ vui mừng, thế nhưng chưa được lâu thì hắc ảnh kia chậm chậm bước ra, hoa văn đen trên bề mặt nhấp nháy của cơ thể, cả cơ thể hắn không chút tổn thương. Đòn công kích của mấy chục cường giả không có tác dụng với hắn, phòng ngự thật khủng khiếp. Một số cường giả thấy vậy kinh hãi, mơ hồ cảm thấy bất an. Cỗ ma thi này dường như không giống với đám ngân thi trước đó. Ngay khi ấy, đám hắc khí trong đôi mắt của hắc ảnh bỗng bùng phát, hắn phát ra tiếng gầm quái dị. Xoẹt, khi thanh âm đó truyền ra, hắc ảnh lao tới. Những nơi hắn bay qua để lại tan ảnh, còn thân hình hắn xuất hiện trước những người vừa ra tay với hắn. Hắc quang cuồn cuộn nháy cái đã xuyên qua trận hình xuất hiện phía sau họ. Bình bình, khi mà hắc ảnh xuất hiện phía sau mấy chục cường giả kia, thân thể bọn họ đột nhiên đông cứng, bỗng là máu tươi tóe ra, cổ họng bọn họ đều là xuất hiện một cái huyết động cỡ bàn tay. Ở viền là ma khí bao phủ, người nhanh chóng chui vào cơ thể xâm thực nguyên thần họ. Á, những tiếng thảm thiết vang lên rồi tắt ngấm. Mấy chục cường giả rơi tùm xuống đáy hồ. Những người xung quanh chỉ thấy chớp mắt mà mấy chục cường giả mất mạng cũng là hít vào một hơi khí lạnh, ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Đó là hơn 30 cường giả sinh huyền cảnh đại thành. Nếu liên thủ dù là cường giả từ huyền cảnh viên mãn cũng là e dè, nhưng chớp mắt đã bị hắc ảnh kia giết. Lúc này cuối cùng mọi người hiểu được thực lực của hắc ảnh kia dường như đạt tới mức độ khủng bố. Phù, Lâm Động thở một hơi dài, hắn không do dự kéo một linh san chạy đi. Thứ kia căn bản hắn không thể đối phó được. Khi Lâm Động kéo mộ linh san đi, hắc ảnh cũng lóe sáng, rồi trong đôi mắt không chút cảm xúc bỗng lay động. Đó là thôn vệ tổ phu, một giọng nói khàn khàn mơ hồ từ miệng hắc ảnh